Thời gian gần đây có một số nhân vật tự phát nổi lên và tự xưng. Có những người tự xưng mình là giáo chủ, có những người tự xưng mình là những vị bồ tát, có những người tự xưng mình là người kế thừa tổ vị, có những người tự lập ra những nền tảng giáo lý và cho đó là chánh Phật pháp nhiều và rất nhiều. Đã hẳn quý phật tử cũng đã thấy cũng đã biết cũng đã từng xem và nghe những chuyện này xảy ra ở trên các cổng thông tin và nhất là youtube đây là vấn đề những người phật tử chúng ta cần phải nhìn nhận rõ để mình đặt niềm tin không có sai chỗ trong những người phật tử có niềm tin với chánh pháp có lòng trung thành với thầy tổ của mình thì cũng lại có những người Phật tử niềm tin bị mờ nhạt và đánh mất đi lòng trung thành của mình. Để rồi chúng ta bị một số những thành phần bất hảo tự mạo nhận mình là đệ tử chân chánh của Phật hướng dẫn chúng ta đi sai đường và từ đó chúng ta làm đường lỡ là bước uổng lắm nên hôm nay trong buổi nói chuyện này Minh Thiền muốn nói và muốn chấn chỉnh để quý Phật tử có lại niềm tin cho nó đúng đắn. Và điều đầu tiên Minh Thiền nói á hẳn tất cả các vị ngồi đây là những người có niềm tin đúng đắn, các vị không đi sai đường. Nhưng rồi có những người trước đây đã từng ngồi ở đây và bây giờ không có mặt. Bây giờ họ ở nơi đâu? ở đức hòa cũng có nhiều và nhiều chùa cũng thế khi có một số phật tử bẵng đi năm bảy tháng có khi cả năm không đến chùa mình hỏi về thông tin thì nghe những người bạn hữu huynh đệ nói lại rằng họ đã đi theo một giáo phái khác họ đã đi theo một người khác hướng dẫn và bây giờ họ không màng đến chuyện chùa truyền không màng đến chuyện tu học và cuộc sống của họ bây giờ là y như là chán nản với cuộc đời muốn cầu cạnh về một cái thế giới nào xa xôi lắm. Nhưng thưa với đại chúng, điều đó đúng hay sai, rồi từ từ chúng ta sẽ phân tích để cho đại chúng thấy. Và chuyện này á nó cũng trở thành một đề tài nhức nhối mà các bậc lãnh đạo giáo hội, các ngài luôn có những phương cách để củng cố niềm tin cho Phật tử bằng mọi hình thức về truyền thông của Phật giáo về những đề tài mà của các bậc tôn đức những bậc giảng sư rao giảng cũng để cho phật tử có niềm tin nhưng cũng thật đáng buồn khi một số người làm đường lõi bước và không hề nhận ra mình đã sai và đôi khi họ quay trở ngược lại để phỉ bán chánh pháp của phật họ quay trở ngược lại để họ xem thường và họ trà đạp tư cách của những bậc xuất gia đây là vấn đề chúng ta cần phải nhìn nhận để thức tỉnh chính mình để mình đừng có sai lầm trước khi đi vào vấn đề minh thiền kể lại chúng nghe một cái câu chuyện minh thiền đã đọc được nói về hai nhân vật đó là chân thật và giả dối rồi một ngày đẹp trời chân thật và giả dối gặp nhau trên con đường của mình đi họ trò chuyện cùng nhau họ kể nhau nghe về cuộc sống và thưa với đại chúng lúc nào chân thật cũng khoác trên mình một bộ đồ tươm tất rất là đẹp còn giả dối thì lượm thượm giả dối thì dơ bẩn họ đi cùng nhau rồi đến một lúc họ dừng lại ở bên một cái bờ giếng và giả dối nói rằng hôm nay trời thật đẹp, và giếng nước lại mát, tôi và anh có thể xuống đây tắm được không? Chân thật, nghe giả dối nhối như thế, thì ngước lên nhìn, trời quả thật đẹp, và lúc này, cũng nghĩ rằng, giếng nước rất trong, rất mát, tắm một chút, để cho sẵn khoái có sao đâu. Cả hai người cùng trúc bỏ đồ xuống, rồi xuống giếng tắm. Khi, đợi chờ cái cơ hội chân thật lặn xuống giếng thì giả dối vội vã trèo lên lấy bộ áo quần rất đẹp của chân thật khoác vào và chạy đi khoác vào và chạy đi khi mà giả dối chạy đi thì chân thật leo lên khỏi miệng giếng rượt theo với một thân hình không có mảnh áo để che thân bao nhiêu người đứng hai bên đường cứ trầm trồ sĩ vã họ không sĩ vã cái kẻ cấp kia mà họ sĩ vã một con người đang trần trụi dù đó là con người chân thật và rồi khi thấy mọi người sĩ vã sĩ vã chân thật cảm thấy tuổi thân cảm thấy bất mãn vì không ai bên mình và cũng chẳng ai giúp lấy mình là bắt cái tên trộm kia lại thế cho nên chân thật buồn tuổi và ôm mặt chạy xuống chạy quay ngựa trở về cái giếng và lao xuống giếng ở lặn đi mất từ đó chẳng ai thấy chân thật đâu cũng có thể là như thế từ trong câu chuyện người ta viết lên để dẫn dụ cho chúng ta thấy rằng cuộc sống ngày hôm nay sự chân thật để được đưa ra để đối đãi với nhau trong cuộc sống này ít lắm nhưng giả dối thì thì rất nhiều Giả dối bao giờ Cũng trao chuốt cho mình Những điều tốt đẹp Người ta thấy nó lè lẹ Người ta thấy nó bắt mắt Nhưng Đó là bộ đồ của chân thật Mà giả dối đã từng trộm Để khoác lên mình Còn chân thật cho đến ngày hôm nay Vẫn là cái gì đó nó rất giản đơn Có khi nó lại trần trụi Và người ta Chỉ sĩ vã nó mà thôi không đón nhận Thưa với đại chúng đó là điều để chúng ta tự thức tỉnh rằng Có phải chăng bây giờ chúng ta thích Những điều lè lẻ, lẻ ở bên ngoài Chỉ biết đến hình thức mà không màng đến nội dung Chỉ biết đến bên ngoài mà chẳng màng đến nội tâm Và chỉ biết đến giả dối mà không bây giờ ưa chuộng chân thật đây là câu hỏi tự vấn lấy mình để chúng ta thấy rằng thực trong cuộc sống này trong mối tương giao về quan hệ tình cảm giữa ta và những người thân những người thương đến những người bằng hữu đến những người xung quanh cùng sống cùng làm việc ta đã chân thật với họ chưa hay ta luôn có cái gì đó tiềm tàng của sự lừa gạt của sự dối trá của sự lọc lừa xem lại đi và khi ta mang tâm tình đó đến với đạo để học phật pháp đã chân thật chưa hay cũng chỉ là phong trào hay là ai sao thì mình làm vậy rồi ai làm bậy mình cũng làm theo Đó là vấn đề Thưa với đại chúng Từ ở trong đạo đi ra ngoài đời Rồi từ ở ngoài đời Bước chân vào trong đạo Chúng ta phải tìm lại cho mình Sự chân thật Chân thật để sống, để đối đãi với nhau Chân thật để tu, để học Chứ không phải là sự giả dối Ai đó nói rất hay rằng Thực tế đang diễn ra dù có khó khăn có gian khổ bạn muốn vượt qua nó bạn không thể trốn chạy nó bạn trốn chạy sự khó khăn sự gian khổ muôn đời bạn không thể vượt qua nó được chỉ khi nào bạn đối diện với nó bạn tìm được cách đối phó với nó bạn tìm được cách để vượt qua nó bạn mới là người chiến thắng còn không bạn mãi là người thua cuộc bởi bạn luôn thấy mình yếu kém bởi bạn luôn thấy mình bất lực trước nó nên bạn cứ mãi trốn chạy đây là điều để chúng ta quán chiếu lại cuộc sống cuộc sống này có nó muôn vàng lý do có muôn hòa vàng cái nguyên nhân để dẫn đến đau khổ nhưng thưa với đại chúng nếu ta thấy có muôn ngàn lý do muôn ngàn nguyên nhân để đưa ta đến đau khổ thì hãy tin vào lời của đức phật dạy đức phật nói có ngàn lý do để dẫn ta đến đau khổ bởi nghiệp thì cũng có hàng triệu lý do để đưa ta đến với an lạc và hạnh phúc hãy tin điều này để mình có thêm động lực để mà sống có thêm niềm tin trong sự tu tập của chính mình trở lại vấn đề ta hỏi nhau rằng ngày hôm nay ta sống với nhau từ ở ngoài đời cho đến vào trong đạo ta ưa chuộng sự chân thật hay giả dối khó ai trả lời là con giả dối lắm ít lắm ta luôn nói rằng tôi luôn chân thật tôi luôn chân thật tôi rất, rất nhiệt tình tôi rất tinh tấn nhưng không ngôn ngữ là thế thôi còn thực tế thì để xem rồi mới biết tôi với đại chúng nói điều này để cho tất cả chúng ta nhìn nhận lại chính mình, nhìn nhận lại chính mình. Vừa rồi có một số phật tử đến chùa, họ chất vấn minh thiền, mà cũng rất buồn. Đó là một số phật tử mà trước đây đã từng là phật tử của chùa Đức Hòa và là những người nghe pháp của minh thiền, nhưng rồi sau này bẵng đi một thời gian họ không còn đến chùa nữa họ đi theo một cái giáo pháp của một người ở trên mạng mà mình thì không có thời gian để tìm hiểu người đó là người nào nhưng nghe thông tin của số phật tử báo cáo lại là người đó cứ hễ đến đúng giờ là cứ lên mạng mở điện thoại hay mở vi tính lên là gặp rồi cùng tu với người đó tu trên mạng thôi anh thưa ngồi trước điện thoại để tu thôi chứ còn thực tế bỏ điện thoại ra thì không chắc gì tu được đâu sân si lắm họ mang ý niệm rất tiêu cực minh thiền nói cái ví dụ gần nhất cho đại chúng biết đó là cái truyền thống của phật giáo chúng ta đó khi mà người thân mất nhất là bố mẹ của mình mất thì những người làm con phải để tan nhưng mà đi theo cái người này họ cho là tu tránh phật pháp bố mẹ mất họ không có để tang bởi vì họ nghe theo lời minh sư của họ dạy rồi mình là phật tử có truyền thống tốt đẹp khi bố mẹ mất mình thỉnh những bậc sức gia đến nhà mình để tụng một thời kinh để tạo cái ân phước cho người mất lẫn người còn hoặc là mình đến chùa để mình ghi một vài dòng chữ về tên về tuổi của bố mẹ mình nhờ quý thầy tụng kinh rồi rải tâm từ cầu nguyện. Đó là truyền thống. Truyền thống đó thể hiện điều gì? Thể hiện niềm tin mình đối với Tam Bảo, thể hiện lòng hiếu thảo của mình đối với mẹ cha, thể hiện cái tình của mình dành cho người đã khuất. Nhưng rồi theo cái vị minh sư này, người ta bác bỏ hết điều đó, người ta cho nó là mê tín thưa với các vị mê tín hay không thì phải nhìn vào ý nghĩa của việc làm chứ không phải nói nó là mê tín thì hẳn là mê tín nhưng rất thương cho một số phật tử họ lại nghe lời người ta râm rắp và khi minh thiền có cái buổi nói chuyện minh thiền chia sẻ với đại chúng ở tại chùa đức hòa minh thiền khuyên bảo và Minh Thiền nói thì chẳng dám xúc phạm đâu Chỉ khuyên Phật tử Hãy củng cố niềm tin của mình Nhìn nhận Cái nào đúng, cái nào sai Thế là người ta nghe người ta đến Người ta chất vấn Người ta chất vấn Người ta nói rất nhiều những vấn đề Để buộc Minh Thiền phải nhận sai Minh Thiền nói thế này Nếu như đây là chuyện cá nhân Đây là lời nói của riêng tôi đây là cái việc làm của tôi Tôi không sai các vị muốn tôi nhận lỗi Tôi sẵn sàng cúi đầu Nhưng nó là chuyện chung Tôi không dám nói là chuyện của Phật Pháp Nhưng tôi dám nói Đó là chuyện của Chùa Đức Hòa Thì nếu sai tôi nhận lỗi Còn không sai các vị không ép tôi được đâu Thưa với đại chúng Rất nhiều điều người ta đặt ra Và cuối cùng người ta nói với mình thế này thầy có chắc là thầy tu đúng Phật pháp không? thầy có chắc rằng đó là những điều Phật dạy không? Minh Thiện nói có hay không đó không phải trả lời tôi trả lời có là nó sẽ thành có tôi trả lời không là nó sẽ thành không và nếu như bây giờ các vị đã mang thành kiến với tôi rồi thì tôi có nói đó là có thì các vị vẫn cho nó nó là không Tôi có nói nó là đúng Các vị vẫn cho là sai Nhưng tôi khuyên các vị thế này Cái người mà thật sự có đạo đức Là người luôn trung thành Người mà phản bội Có tâm phản bội Có hành động phản bội rồi Thì đừng nói đến đạo đức Minh Thiền chỉ nói ngắn như vậy thôi Thưa với đại chúng chúng ta nói nhiều để tranh luận cái này đúng, cái kia sai cái này là Phật Pháp, cái kia không phải là Phật Pháp mình càng tranh luận tranh luận với người hiểu biết tranh luận với người trí tuệ thì mình càng tranh luận cái trí tuệ của mình nó càng lớn mình học được thêm nhiều điều bổ ích còn mình tranh luận với cái kẻ mà nó không hiểu biết tranh luận với cái kẻ vô minh thì dễ chuốc lấy phiền não và mệt mỏi sanh thêm quán thù cho nên cũng cần nói nhiều việc đúng cố gắng mà làm tu tập đúng cố gắng mà tinh tấn minh thiền nhớ lại cái giai thoại khi mà tào phi là người kế vị của tào tháo để tiếp quản và điều hành ngụy quốc lúc mà tào tháo còn sống khi mà tiễn người để làm thái tử thì tào phi là người được tào tháo chỉ đạo theo học ở nơi tư mã ý rồi một ngày đó tư mã ý hỏi tào phi nhận định về hứa chữ như thế nào tào phi có nói một câu như thế này quân sư có biết hứa chữ là ai nếu như mà phụ vương á Kêu ông ấy về giết cha giết mẹ Ông ấy cũng sẵn sàng làm không một chút do dự Tư mà ý gật đầu Đồng ý Câu nói này không phải nói lên tội ác của Tào Tháo Là Tào Tháo sẽ suối hứa chữ đi làm bậy gì giết cha giết mẹ mình Lịch sử không ghi chép điều đó Nhưng muốn khẳng định chúng ta thấy một điều Đó là phận bề tôi luôn trung thành với Chúa của mình hứa chữ là bề tôi của tào tháo khi mà hứa du chỉ cách cho tào tháo để đánh thắng được viên thiệu đó thì thưa với đại chúng là hứa du tự cao tự đại giữa ba quân chê tào tháo hứa chữ biết đây là cái con người mới lập công đây là con người bạn của ngụy vương không dám đụng đến nhưng khi nghe hứa chữ chê tào tháo trước mặt ba quân thì hứa du sẵn sàng rút kiếm chém bay đầu hứa chữ ông chém hứa chữ ông biết rằng mình sẽ chết nhưng ông vẫn chém chém xong đến gặp tào tháo xin tạ tội là tôi đã giết quân sư của ngài rồi bây giờ tôi xin chấp nhận chết để đền cái mạng cho ông ấy tào tháo hỏi tại sao ngươi giết nó hứa chữ nói tại vì nó chê quỷ vương đơn giản là vậy thôi nó xúc phạm tôi tôi không nói Nó chửi tôi sao cũng được Nó mắng nhiếc cha mẹ tôi cũng được Nhưng nó chê ngụy Vương Đây là tinh thần của bề tôi Trung thành với chủ của mình Nói điều này để thưa với đại chúng Chúng ta ngày hôm nay chịu ân khai sáng Có những bậc thầy Nếu như có tìm hiểu Chỉ cần tìm hiểu một chút về lịch sử tìm hiểu một chút về lịch sử của phật giáo các vị thấy để có được những ngôi chùa có được những ngôi già lam tự viện có được những đạo tràng tu học như ngày hôm nay không phải muốn là có không phải có tiền là xây dựng được chùa không phải như vậy đâu bao nhiêu là công sức bao nhiêu là tâm huyết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt của những bậc tổ sư đi ngang qua cuộc đời này quý ngài đã gian khổ để truyền đạo quý ngài gian khổ để gìn giữ để khai sáng để duy trì già lam tự viện và tất cả những điều đó không phải để thể hiện cho mình mà là vì lợi ích chung của chúng sinh cho nên thưa với đại chúng lập một ngôi chùa không phải để thể hiện tôi là tu trì lập một ngôi chùa không phải để cho mọi người tung hô tôi là vạn tế cúi đầu mà lập một ngôi chùa giá trị mục đích của nó là để nhằm thiết pháp để dạy bảo những người có duyên. Từ ngữ dễ hiểu đó chính là giáo dục. Giáo dục thiện nam tín nữ biết sống theo đạo đức của Phật dạy. Và rồi chúng ta là người đã được về chùa đã được quy y đã được thọ giới những bậc thầy ít nhiều đã có công với mình truyền giới cho mình khai sáng cho mình chỉ dạy cho mình nẻo thẳng đường ngay hướng dẫn mình đủ hết tất cả những việc làm để tránh đi tội lỗi để tạo thêm phước và đức cho mình nhưng rồi một ngày nào đó mình lại nghe một người ở trên mạng mình nghe một người nào đó họ chê bai họ mắng nhiếc họ dụ dẫn mình đừng đến chùa họ chê những người sức gia thế là mình lại hồ theo họ rồi cũng như thế thật là tội lỗi tại sao con người lại dễ dàng phản bội như thế chứ mình không hiểu được sự trung thành của chúng ta bán rẻ như thế à mình đã từng đến một ngôi chùa để gọi đó là thầy bổng sư mình đã từng quỳ dưới chân vị đó để được thọ giới mình đã từng lắng nghe vị đó chia sẻ với mình những điều về phật pháp mình đã từng được vị ấy giúp đỡ cho mình dựa qua nỗi khổ niềm đau mình đã từng học được rất nhiều điều bổ ích nhưng rồi ngày hôm nay mình nghe lời của một ai đó mình mụ mị đi mình chê cả phật mình chê cả tổ mình chê cả những bậc ân sư của mình tội lỗi vô cùng nhưng mà nhiều người bây giờ như thế nhiều người như thế và chúc mừng cho tất cả những ai ngồi đây không rơi vào trường hợp đó và cũng mong rằng sau buổi nói chuyện này sẽ có nhiều người thức tỉnh biết quay đầu minh thiền cam đôn những người phản bội không bao giờ có cuộc sống an lạc không phải là mình trù xuôi người ta nhưng người ta đã tự đánh mất đi lương tâm lương tri của mình người ta đã tự đánh mất đi nhân tính của mình người ta đã tự đánh mất đi công đức và phước báo của mình thưa các vị làm sao mà có được một đời sống an lạc cho nên tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho những người mà họ làm đường lỡ bước cho những người mà họ quay lưng với chánh pháp họ quay lưng với những người có ơn với họ Mong cho họ được bình yên, được sức khỏe Mong cho họ sớm được thức tỉnh Nói ra những điều này mình Thiền biết thế nào mình cũng bị ném đá Bởi vì bây giờ thành phần đó nhiều lắm Họ không bao giờ muốn bỏ công ra Nhưng họ muốn được hưởng cái kết quả Có những điều nó vô lý vô cùng nhưng mà người ta lại tin khi mà đi chùa đó thì quý thầy dạy nếu có tụng kinh con ráng tụng kinh ráng mà sám hối cho tội lỗi của mình ráng mà tinh tấn nhớ phật và niệm phật để lòng mình được an lạc ráng mà làm phước ráng mà ăn chay tu tập sám hối niệm phật tọ thiền trì chú để có được công đức của mình bởi những điều đó giúp mình chiến thắng được phiền não, chiến thắng được khổ đau, không còn tạo những nghiệp xấu ác, là tạo công đức cho mình. Khi biết trải tình thương, biết sống giúp đỡ những người nghèo khó, biết phóng sanh, cứu mạng các loài vật thì tạo cho mình phước báo. Dạy cái mình thấy làm nó khó quá. Làm, thấy sau này nó cũng làm, cũng tu mà thấy phước đức đâu chưa có, phước báo không có. Khi hỏi quý thầy quý cô thì quý thầy quý cô nói ráng tinh tấn thêm chút nữa. Nghe sao thấy nó cũng cũng sao không có cái gì nó hấp dẫn. Nhưng mà nghe người kia nói, đâu trên mạng ngồi trước điện thoại, bây giờ con chỉ cần niệm Phật theo ta. Niệm Phật một ngày chỉ bỏ 15 phút ra niệm Phật theo ta thôi, không cần làm việc gì, gì tốt đó cứ rồi bây giờ niệm Phật theo ta là sẽ có đủ hết tất cả lúc đầu thì nghe để niệm Phật thì thôi cũng cho là đúng đi, cho là tạm được đi. Nhưng mà sau đó có người ta dụ dẫn mình đi vào vô vàng những điều sai. người ta người ta suối mình tu theo Phật mà người ta suối mình về dẹp bàn thờ Phật mình cũng nghe, con ngu đến cỡ đó mà cũng làm. Mình thờ cha mẹ cái nói là không bây giờ thật Phật không thờ thì cũng không thờ cha mẹ rồi bàn thờ cha mẹ cũng quăng ra ngoài đường luôn. Anh chị em là không nhìn tới luôn. Những ngày dỗ quải tệ tùng của thân bằng không thèm có mặt luôn. Nói một câu rất đau lòng nhau đó là tất cả mấy người không có tu, tất cả mấy người là nghiệp chướng hết. có tôi bây giờ đang tu theo đức Phật, đang tu theo Bồ Tát, bây giờ tôi đang trên đường đi đến Bồ Tát đạo. Không? Họ tự mở cho mình một con đường tâm tối để họ đi Họ tự mở cửa địa ngục để giam họ vào trong ấy ngàn muôn kiếp Không có ngại thoát Khuyên với Phật tử Người học Phật, người tu theo Phật Không phải là người đi để thấy lỗi người khác Không phải là người sống giữa cuộc đời Mà luôn chê bai xem thường người khác Cũng không phải là người trốn chạy cuộc đời hay là người tự đào thải hạnh phúc của mình Minh Thiền nói lại với đại chúng điều này Người học Phật Là người đã từng có những sai lầm Trong cuộc sống Khi học Phật họ bắt đầu sửa sai Để họ tốt hơn Người học Phật Là người biết hàng gắn những rạn nứt tình cảm của mình Với người thân, người thương của mình Trước đó Trong cuộc sống đã có nhiều điều xích mích xảy ra để cho mình mặt trắng mặt đen Để cho mình không nhìn nhau Nhưng khi học Phật là mình biết bỏ qua lỗi lầm Biết tha thứ cho nhau Biết nhìn nhận lỗi lầm của mình Để mình hàng gắn lại những tình cảm đã rạn nứt Để mình làm cho hạnh phúc Của gia đình ngày càng nồng nàn hơn Người học Phật là người biết Tạo cho mình được an lạc Trong từng phút giây đi qua Và là người biết đem lại niềm vui cho người khác chứ không phải là người học phật là người luôn chê bai người khác luôn xem thường luôn khinh khi người khác thấy mọi người đều không tu chỉ thấy mình là người có tu người học phật không phải là người đạp đổ đi truyền thống của mình trước đó truyền thống thờ phật đó là của ông bà của cha mẹ hoặc là của mình phát tâm mình thờ ông bà thờ cha mẹ thờ cửu quyền đó là truyền thống uống nước nhớ nguồn là đạo đức ngàn đời của người việt nam nhưng mà bây giờ mình nhân danh mình là học Phật Nhưng thực ra mình đang học theo một cái người nào đó không hiểu về đạo Phật Mình đang theo một cái người nào đó họ đang quỷ hoại đạo Phật Mà mình theo họ mình cho rằng mình đang học Phật Đấy rồi, mình đạp đổ tất cả những điều tốt đẹp Mình đã từng dày công xây dựng Đáng thương, rất đáng thương Đại chúng nhìn nhận rồi sẽ thấy Xung quanh mình rồi sẽ có những người Phật tử nói với mình rằng Đừng đi chùa nữa, đừng tụng kinh, đừng niệm Phật nữa Tất cả vô ích lắm Bây giờ theo họ đi, theo minh sư của họ Theo cái con người nào đó Người đó cho họ lên trời Thì sẽ được lên trời Người đó cho họ về với Phật Thì mới được về với Phật Giờ rồi có Phật tử đến báo cáo với Minh Thiền Đó là mô Phật Bạch Thầy là con quan mang quá con đến chùa để tụng kinh thì có cái chị gần nhà hồi đó chị cũng đi chùa nhưng mà sau này chị không đi nữa chị khuyên con thôi đừng có đi chùa tụng kinh rồi con có nói là con đi chùa tụng kinh đó, ngoài việc tụng kinh để học hỏi phật pháp con cũng cầu nguyện cho bà ngoại của con vì bà ngoại của con mới mất hôm bữa đám thầy cũng có đến minh thiền đó à điều đó tốt mà nhưng mà chị đó nói không không đừng đi chùa tụng kinh muốn mà bà ngoại được siêu thoát á thì chỉ cần theo minh sư của chị thôi minh sư của chị chỉ cần gọi tên gọi tuổi của bà ngoại con là bà ngoại con minh sư cho đi cảnh giới nào á là bà ngoại con được đi cảnh giới đó chứ còn bây giờ mà tới chùa tụng kinh hay làm công đức cũng không giúp đỡ gì được minh thiện nói ô được vậy thì tốt quá chỉ cho tôi với tôi cũng gặp để kêu gọi vài tên Thưa với đại chúng Tất cả những điều đó nó quang đường vô cùng Quang đường vô cùng Nhưng mà rất nhiều người lại đặt niềm tin Và từ cái đặt niềm tin đó Người ta hướng dẫn mình Đi vào con đường sai trái sai lầm Nhưng lại rất thích Rất mù mị Và đại chúng Thưa với đại chúng một điều thế này Những người đó Dần dần họ sẽ bỏ đi những điều thánh thiện Những việc làm họ không làm nữa họ bắt đầu có tư tưởng và hành động tiêu cực cực kỳ họ không đi làm vì họ nói cuộc sống không cần tiền cho nên họ không đi làm rồi họ khuyên những người bạn bè khuyên những người xung quanh bỏ việc đi đừng có làm chỉ cần hành động và lời nói này thôi đủ để dẫn đến một gia đình nghèo khó và đi xin ăn không đi làm lấy tiền đâu sống họ cứ khuyên người khác đừng đi làm và bản thân họ họ cũng không thèm đi làm họ nói là đi làm có tiền để làm gì ngày mai chết nhưng mà họ sống tới ngày mai họ không chết họ sống từ năm này sang năm khác rồi không có tiền cuối cùng họ cứ đi xin hết người này xin hết người khác tiền nhưng mà khi khuyên họ đi làm họ nói không Không có cần phải đi làm gì, không cần có tiền bạc gì hết Cuộc sống là vô thường, sống nay chết mai cần gì đi làm, cần gì tiền bạc À nhưng mà lúc nào cũng ngửa tay đi xin kẻ khác nó tiêu cực đến mức độ như vậy Nó ngu ngốc đến mức độ như vậy ấy Vậy mà vẫn tin theo Lạ lùng Mình chẳng hiểu ra làm sao Là có một số người đây, Bây giờ đừng có bỏ công để lễ Phật Để niệm Phật nữa Không cần phải niệm Phật chỉ cần các vị đi theo minh sư của tôi thôi Minh sư của tôi sẽ nói chuyện với Đức Phật A-di-đà Là Đức Phật A-di-đà sẽ đến đón các vị Mà không cần phải niệm Phật Ở đây có bao giờ nghe như vậy chưa? Thích quá đúng không? Không cần phải bỏ công, không cần phải tu Nhưng có kết quả thưa không? Đừng bao giờ lười biếng như thế Nếu Đức Phật Ngài có quyền năng để cứu lấy tất cả chúng ta Thì không có một chúng sinh nào đau khổ cả Nếu như làm ác mà vẫn được sanh về cõi lành Nếu như mà sống trái đạo mà vẫn được về với Phật Thì thôi chúng ta cứ mặc tình làm ác Mặc tình sống trái đạo đi Thưa với đại chúng Giữa thế giới này hữu hình hay vô hình Đời nay, đời sau hay là đời trước từ Thánh Hiền cho đến Phật Phàm Phu, không ai có quyền năng để chen vào nghiệp lực nhân quả của mỗi chúng sanh. Đức Phật Ngài cũng đã từng khẳng định điều đó. Có nhân lành thì mới hưởng được quả ngọt, gieo nhân cay đắng thì không bao giờ hưởng được quả ngọt. Cũng thế, bây giờ chúng ta cứ sống sai, chúng ta cứ sống ác, mà muốn được hưởng quả tốt lành không bao giờ có. Bây giờ mình cứ lười biến cho sự tu tập Mà muốn kết quả là được làm thánh hiền Làm Phật, làm Bồ Tát Phi lý vô cùng Phật không cứu giúp được Những người sống sai Phật không cứu giúp được những người tội lỗi Họ không thức tỉnh Phật không cách nào cứu họ được Mặc dù Đức Phật rất thương họ Nhưng bản thân họ đã tự đào thải đi Đạo đức của mình Và bản thân họ đã tự chèo thuyền của mình để dựa ra dông tố dựa vào địa ngục của trần gian họ xa rồi đức phật đức phật muốn gọi họ đức phật muốn kéo họ lại nhưng không được vì họ là là người đã tự quyết định cho cuộc sống của mình nên nhớ minh thiền nói điều này để thưa với đại chúng chuyện tu tập là chuyện của mình không ai thấy mình được mình khác mình không thể nhờ người kia uống nước để mình hết khát mình khát nước tự mình phải uống nước mình mới hết khát cũng thế khổ đau của cuộc sống này phiền não của cuộc sống này sanh tử cổ kiếp này mình không tự tu tập mình không tự giải quyết thì không ai nhảy vào đây để giải quyết cho chúng ta dù đó là những người rất thương ta những người rất giúp rất muốn giúp đỡ ta cũng không được và kể cả đó là một đức phật trái tim đầy từ bi Luôn muốn cho chúng sinh được an lạc Ngài cũng không giúp được Vậy thì bản thân chúng ta phải làm điều đó Đức Phật không giúp được Thì không có một con người phạm mất thịt nào giúp được cả Cũng không có một vị minh sư nào có thể giúp được các vị Để vị đó có thể thương lượng với thần thánh Thương lượng với bề trên rằng đó là đệ tử của tôi, nó đã từng theo tôi, nó trung thành với tôi, bây giờ nó không cần tu tập, Hãy cho nó được quả ngọt đi, nó không cần tu tập, nó sống sai, nó sống ác, hãy cho nó về thiên đường đi. Không ai có quyền năng đó cả. Đừng để người ta dụ dẫn mình vào con đường sai lầm và cũng đừng có đặt niềm tin mù quáng ấy vào cuộc sống để rồi mình đánh mất đi sự chân chánh của một người học Phật. Hôm nay nói với đại chúng những điều này. Mong đại chúng những ai chưa gặp phải trường học này thì nên tự cảnh giác mình. Những ai là người rơi vào trường hợp này, hãy có phút giây dừng lại để suy tư, để quan chiếu lại những điều chúng tôi nói. Và những ai đang bị dụ dẫn thì hãy vẫn niềm tin, đừng có để bị người khác sai sự. Nên nhớ rằng sự chân thật nó đơn giản và có khi nó cũng trần trụi lắm. Nhưng cái gì lẻ lẻ, cái gì xa hoa, cái gì bóng bẫy Chưa chắc là chân thật đâu Có chừng nó được nguy tạo bởi sự giả dối Nhưng đa phần chúng ta lại thích cái hào nhón ở bên ngoài Đa phần chúng ta lại thích cái gì đó Nó hấp dẫn, nó bắt mắt Để rồi chúng ta cứ mãi đeo đuổi theo sự giả dối Mà đánh mất đi sự chân thật của mình để kết thúc cho buổi nói chuyện minh thiền à, xin kể đại chúng nghe một cái câu chuyện có những chàng thanh niên vội vã chạy đi tìm kiếm một cô thiếu nữ họ nói rằng cô thiếu nữ ấy đã lừa gạt họ lấy hết ngọc ngà châu báu của họ rồi chạy trốn đi trên đường họ đông tay dông rủi để tìm kiếm cô thiếu nữ họ đã có duyên gặp được đức phật họ chạy đến trước đức phật họ hất ha hất hải hỏi trong một cái giọng rất là vội vã ồn ào rằng này sa môn sa môn ông có thấy cô thiếu nữ nào chạy về đây không này sa môn sa môn ông có thấy cô thiếu nữ nào chạy ngang qua đoạn đường này không Bao nhiêu chàng thanh niên cứ vò vọc hỏi Đức Phật thì vẫn cứ ung dung từ tốn Đợi tất cả những chàng thanh niên hỏi như thế Và đứng lại đấy Đức Phật mới nói Theo các con Các con nên tìm cô thiếu nữ ấy Hay là các con nên tìm chính các con Khi nghe một vị sao môn đối diện trước mình Hỏi một cái câu quá quái lạ những chàng thanh niên đó sửng người ra và trong đó có người mới thưa rằng này sao môn ông hỏi cái câu gì quái gỡ thế chúng tôi là chúng tôi chúng tôi đang ở đây chúng tôi đang tìm cô thiếu nữ cô thiếu nữ ấy là người lừa gạt chúng tôi đã chiếm đoạt tất cả những tài sản tất cả những châu báu của chúng tôi có bây giờ chúng tôi tìm để đòi lại chúng tôi sẽ đưa cô ấy ra quan để xử tội cô ấy ông có thấy thì nói là thấy ông có thấy cô ấy chạy đi đâu thì chỉ cho chúng tôi tại sao ông lại bắt chúng tôi tìm lấy chúng tôi đức phật nói và ngài khẳng định trong lời nói của mình rằng theo như ta các con không cần tìm cô thiếu nữ ấy mà các con hãy tìm lại lấy chính các con Ở trong đó có người hiểu có người không hiểu có người suy tư về loài phật dạy nhưng có người thì bỏ ngoài tai À, có người dừng lại ở đó Để thưa chuyện cùng với Đức Phật Có người lại vội vã rồi đi Để đi tìm cô thiếu nữ Thưa với đại chúng Cô thiếu nữ ấy Cũng có thể được xem Là đang có mặt trong cuộc sống của chúng ta Ngày hôm nay Đó là tiền bạc Đó là danh vọng Đó là ăn ngon Đó là mặt đẹp Đó là tất cả những thứ quyến rũ của cuộc đời nó là lấy đi của chúng ta rất nhiều nó lấy đi của chúng ta thời gian nó lấy đi của chúng ta tuổi thanh xuân nó lấy đi của chúng ta rất nhiều những công sức tiền bạc và kể cả nó lấy đi đạo đức và trí tuệ của chúng ta nữa nhưng rồi chúng ta cứ mãi chạy theo và chạy theo nó để rồi lại đánh mất chính mình Chúng ta lại hất ha hất hải Trên cái đường đòi vô định này Cứ mãi lang thang để tìm kiếm Và lang thang để tìm kiếm Chưa bao giờ chúng ta biết mệt mỏi với điều đó Dẫu rằng tấm thân này Lắm khi sức cùng lực kiện Dẫu rằng tiền bạc đã vắt cạn Dẫu rằng tình cảm và đạo đức đã bán đi Vẫn không tìm được Nhưng rồi chúng ta cứ mãi như thế Chúng ta cứ mãi, cứ mãi lận động. Lời của Đức Phật cảnh tỉnh những chàng trai năm xưa và cũng cảnh tỉnh lấy chúng ta. Con đừng tìm kiếm ở bên ngoài. Hãy quay lại tìm lấy chính con. Càng phóng tâm ra bên ngoài, càng lao theo ở bên ngoài. Tất cả những của tiền vật chất, tất cả những hư danh ảo vọng làm cho con mệt mỏi thêm thôi chỉ có quay trở lại với tâm Phật của chính mình, chỉ có quay trở lại với lòng thanh tịnh của mình, chỉ có quay trở lại với nội tâm biết an trú trong phút này và ở đây thì con mới có được an lạc và khi ấy con mới thật sự là con. Giá trị của cuộc sống đi ngang qua không phải là lao theo để tìm kiếm có nhiều thứ ở bên ngoài mà giá trị của cuộc sống là khi con biết an tịnh sống. Biết điềm nhiên đi qua từng phút giây Thực tại thân và tâm của con Cùng an trú, cùng có mặt Giá trị của cuộc sống không phải là gom về cho mình thật nhiều Mà giá trị của cuộc sống nằm ở chỗ Con biết cho đi, biết trao gửi yêu thương của mình Giá trị của cuộc sống không phải là ở chỗ tham cầu Mua cầu cho có Mà giá trị ở cuộc sống là chính sự buông xả Cho nên thưa với đại chúng nếu nhận mình là đệ tử của đức phật hãy biết dừng lại với những điều sai lầm nhận mình là đệ tử của đức phật hãy dừng lại với tâm bôn ba nổi chìm theo danh lợi nếu nhận mình là đệ tử của đức phật thì hãy biết quay trở lại đi tìm chính mình nếu có cơ hội để về chùa liên trì chúng tôi sẽ chia sẻ với đại chúng một đề tài người tu không phải đi tìm phật mà người tu là đi tìm lại chính mình. Cứ lời con xin kính chúc sư thúc được sức khỏe, sư thúc trụ lông nơi đời để làm bóng mát cho đạo tràng liên trì. Con kính chúc sư tôn đức tăng ni những người huynh đệ rất thân thương điều hành phật sự tại chùa liên trì này được hanh thông mọi sự tốt đẹp chúc cho tất cả quý thiền nam tín nữ Phật tử tại chùa Liên Trì là những người con của Liên Trì với trái tim tràn đầy niềm kính tin Tam Bảo, tràn đầy sự nhiệt huyết đối với tôn sư với chư tôn đức tăng ni và trái tim ấy là trái tim luôn luôn có hai chữ trung thành với đạo với đời A-di-đạo à, Phật xin cảm ơn các vị đã ngồi lắng nghe.